Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Trip Thầu FX, tiếp tục tham gia Airdrop các bạn nha. Thì kèo hôm nay mình chia sẻ đó chính là Sol Bunny thuộc hệ sinh thái Solana. Thì kèo này làm rất là đơn giản, thuộc cái dạng Airdrop và dạng điền firm các bạn. Nhiệm vụ sau đây là gì? Join Telegram, follow Twitter, retweet và thêm cái nữa là follow Medium. Twitter với lại Telegram thì quá dễ rồi ha. Riêng cái Medium này thì mình sẽ nói một tí, tại do ở Việt Nam đang bị chặn, vô không được. Thì bạn nào muốn vô thì có thể sử dụng cái thằng này đây, Ultrasoup, đối với trên máy tính, trên điện thoại cũng có luôn các bạn nha. Có thể cài trực tiếp ở trên trình duyệt theo cái kiểu là cái gì nhỉ, theo cái kiểu là tiện ích attention á. Cái này cái đường link của cái Ultrasoup này mình có để sẵn cho các bạn luôn. Đối với bạn nào muốn cài trên điện thoại, bấm vô cài và xong thôi. Rồi còn cái gì nữa không? Còn không, các bạn có thể sử dụng hàng VPN cũng được, các bạn tải trong App Store hoặc là CH Play về và có thôi ha. Còn một cách đơn giản nữa để cho bạn nào muốn nhanh gọn không cần cài gì hết thì các bạn có thể sử dụng dịch nè, làm thử một cái đi ha. Tại Aerobe này làm nhanh lắm, sẵn làm này để sau này các bạn mà có muốn vô Medium để đọc tin này nọ đó thì có thể sử dụng cách này luôn. Đây, vô đây thôi, vô dịch TrainWest. Đây mình copy xa thử cho bạn xem ha. Đâu rồi, nó chặn thì chặn nhưng mà bạn dán vô đây và truy cập được thôi, tại vì nó thông qua Google á, khó chặn anh Google lắm. Rồi đại khái là vậy ha, cứ dán vào và đăng ký tài khoản bằng email và follow nó là xong thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm trực tiếp đây. Telegram mình làm rồi. Rồi cái gì đây, và điền email ha, retweet link nè. Rồi bây giờ retweet ha, follow and retweet, follow rồi retweet. Kèo này và nó phát nè bạn, phát cho 15.000 người, 15.000 ví, mà tuy nhiên mình thấy mới có 10.000 này ha, 10.000 follow à, nên còn làm được chán. Like cái retweet, chọn trích dẫn tweet, tap ba người bạn vô các bạn, qua mình lấy mấy người bạn cái ha. Đây copy dán, quay vào cái form nó yêu cầu cái gì, kèm theo mấy cái hashtag này các bạn nha, copy cái hashtag của nó. Thật sự các bạn copy dưới đây cũng được nè, trên Twitter có nè ha. Rồi gì nữa không? Thêm vài dòng tâm sự đi. Good job. I love gì? Son Son Bunny hả? Bunny and Solana ha. Rồi, retweet thôi. Bấm vô view nè. Copy cái đường link. Nói chung mà tại kênh mình có rất là, mỗi ngày có nhiều người bạn mới tham gia nên mình sẽ làm chi tiết để cho bạn nắm ha. Rồi điền thêm cái username của Twitter đây các bạn, username. Tiếp đến username Telegram, rồi điền thêm cái gì, rồi phải link của Medium, rồi phải link Medium. Đây cái trang này vô được chưa, do mình đang bật cái thằng Ultrasoup nè nên cái mạng nó hơi chậm các bạn nha. Copy thôi, truy cập follow, rồi username. Giờ nhiều cái tài khoản Medium quá không có nhớ và username là gì luôn ha. Copy, đăng ký tài khoản nhiều quá. Giờ địa chỉ ví nè các bạn, truy cập vô cái ví Solvest ha. Ví này thì bạn nào chưa có thể tạo, cách tạo như thế nào thì mình có đặt sẵn trong phần mô tả hết. Tất cả các kèo mình share các bạn thì ở trong phần mô tả video mình sẽ chuẩn bị hết cho các bạn nha. Ai cũng có thể làm được.
rồi dán địa chỉ với chỉ ví vào thôi. Còn cái mục này hỏi là who invite you ha, thì các bạn trả lời thật là ai mời bạn, mình mời đúng không, thì các bạn điền cái username của Telegram của mình vô để ủng hộ kênh luôn các bạn nhé. A còng hoài 1608 đây. Rồi sau đó bấm gửi và xong, coi như là hoàn tất cái kèo này. Và phần thưởng khi nào nó trả đây, để vô kiểm tra các bạn. Không có thông báo các bạn nha. Thì để mình theo dõi trên Twitter, nếu mà có thông tin gì thì sẽ cập nhật nhanh cho các bạn. Cập nhật ở trong Telegram với bài ở trên kênh luôn. Mục này đó các bạn, mục cộng đồng. Thì những cái tin gì mới và muốn cập nhật nhanh thì mình sẽ cập nhật ở trong đây, các bạn bấm vào để xem ha. Với lại những cái kèo đơn giản thì mình cũng cập nhật ở trên đây luôn, đúng không? Tại làm video nó sẽ hơi lâu một tí, nhiều khi các bạn không nhận được nhanh cái tin. Rồi như vậy và xong, trong quá trình thao tác có cái vấn đề gì thì các bạn hãy để lại comment, mình sẽ chia sẻ. Đừng quên like, share, với lại bấm subscribe kênh, ủng hộ kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.